Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người trở lại với video tiếp theo của Tây Bắc Bí Ẩn. Ngày hôm nay hiện tại mình đang có mặt tại Y Tý của Bát Sát, Lào Cai. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 7 năm 2022. Và ở nơi đây thì đang chuẩn bị diễn ra lễ hội Khu Già Già. Đây là một lễ hội rất lớn của người Hà Nhì ở khu vực Lào Cai. Và sáng nay thì mình đến đây thì thời tiết rất là đẹp. Và đây mình đã đến khu vực rất nổi tiếng ở Y Tý, đó là công viên Chuẩn Thèn. Nơi đây ngày mai, ngày kia sẽ diễn ra lễ hội Khu Già Già của người dân tộc Hà Nhì. Đây, khu vực này là sẽ diễn ra lễ cúng của người Hà Nhì ở đây. Và đây là hai cái cây rất nổi tiếng, và rất nhiều nhiếp ảnh gia ở khắp nơi ở Việt Nam đã đến đây để chụp ảnh hai cây này, rất là đẹp. Hiện tại thì đang trên chợ đang diễn ra lễ hội rất đông. Sau đây thì mình sẽ lên khu vực chợ diễn ra lễ hội để mình quay một số hoạt động cho mọi người xem. Mọi người thấy video này hay thì bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Xin mời mọi người sẽ đi theo mình để lên trên chợ, chợ Y Tý, chúng ta sẽ đi vòng trên. Và ngày mai thì khu vực này sẽ diễn ra lễ cúng cũng như là cái lễ hội của Khu Già Già của người Hà Nhì. Đấy, mọi người sẽ đón xem video của mình. Váy đẹp thế nhỉ? Và Hầu Á Bình, chúng ta sẽ tìm được một người vào trận chung kết. Chúng ta sẽ tìm được một người vào trận chung kết của bảng đấu này. Bảng đấu có hạng cân từ 60 đến 65 kg. Và chúng tôi thấy trọng tài Quang Minh đã vào trận đấu bán kết. Vâng. Cố lên. Không, cả đầu gậy rồi. Vâng ạ. Vâng, và Tráng A Sình, Hầu Á Bình. Vâng. Nội bộ anh, hai anh thi đấu rất nhiều trong những ngày bình thường. Và đây là trong một giải đấu, có thể là các anh sẽ hơi hồi hộp hơn một chút. Cố lên, cố lên, ghim xuống anh ơi. Được, được. Lên. Ôi. Được ạ, ra rồi, ra mất rồi. Nga Sinh và Hầu Á Bình ạ. Thứ hai, cố lên. Vâng, trận chung kết đang muốn tìm người đầu tiên. Ai sẽ là người chiến thắng, Tráng A Sình hay Hầu Á Bình ạ? Nhìn xuống anh ơi. Sẽ có mặt ở trận chung kết. Hai. Còn đến bước chân rồi mọi người. Ra. Rồi, ra ngoài rồi, ra ngoài rồi. Tính hai chân ra. À, tính cả người ra. Một chân ra rồi. Hai chân ra. Và kết quả đã là 1-0. Em sức nhau. Hai đội, hai vận động viên chúng ta sẽ đổi bên. Và chỉ đánh ra chung kết của trận đấu mang tính quyết định. Vâng, và
Ở trận đấu này chúng ta sẽ quay ngang nhận vào. Chỉ một lần, lần này là lần cuối cùng và anh có thể giành suất cho mình vào chung kết đấy. Hô to là một thế thi đấu như chung kết đi. Đó là bắt đầu. Mày hô to lên nào. Các bạn ở các cầu thủ đầu tiên chúng ta cần sự cổ vũ ở ngoài á. Cố lên, 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 cố lên. Đây cũng là giải để chúng tôi tuyển chọn những vận động viên cho giải thi đấu thể thao và thi đấu thể thao của huyện và của tỉnh Lào Cai ạ. Anh dạng đó. Các vận động viên ta cố lên, cố lên hết sức. Vâng. Ừ. Cố gắng lên. Đây dừng càng mình sẽ giữ thành thành phần bạc vừa giữ. Tiếp tục ý đồ của nhau rồi. Hai, hai, ba. Và ở trận đấu này thì người vào trận chung kết là Lê Tuấn. Tráng A Sinh. Hai người cùng một cô luôn. Và Tráng A Sinh ạ. Chung kết đã có người đầu tiên Tráng A Sinh. Em về đâu anh? Vừa lúc nhau anh mày tu. Mệt quá. Xin mời hai vận động viên trận đấu tiếp theo là Lý Có Giá của Tả Di Tha và Tráng A Thành của Hải Châu ạ. Cố lên các bạn ơi. Đi. Tí nữa lại có thể chọn ra là đại thi đấu hai trận Lý Có Giá để tiến vào cái trận kết này. Bán kết vô bảng đấu. Bảng cao ra vận động viên của hai đại đăng ký cái số lượng. Rất đẹp. Vâng. Đã lên tay lên cân với nhau rồi. Nhẹ thôi. Vâng ạ, có trong một nốt nhạc như vừa đấy không? Áo xanh. Liệu trận bán kết này có trong một nốt nhạc để chiến thắng không? Và áo đỏ. Trận bán kết không? Có. Áo xanh như chúng ta đã được thực hiện là những có giá của Tả Di Tha. Còn màu áo đâu? Đó là Tráng A Sinh của Hải Châu. Hải Châu cổ vũ mạnh mẽ cho Tráng A Sinh ạ. Hải Châu Tả Di Tha cũng rất mạnh. Cổ vũ nhà, cổ vũ cho Lý Có Giá. Hôm nay thời tiết rất đẹp. Và anh cứ cân đo nó đến từ đầu cuối ạ. Vâng, các bạn đang để ý áo xanh của chúng ta là Lý Có Giá ở phía Tả Di Tha, Tả Di Tha, Tráng A Sinh mặc áo màu nâu, đội Hải Châu sẽ tìm được một người vào trận chung kết gặp Tráng A Sinh của Trung Trải. Rằng co áp quá nhỉ. Chứng kiến trận đấu đầu tiên đang chịu thua đôn đẩy gây trận bán kết thứ hai. Cố lên, cố lên. Vâng, rất là sự cổ vũ của các bạn cổ động viên ở phía ngoài. Quá to rồi mọi người. Một kia cho bao nhiêu chúng tôi đây. Không như châu hòa nè. Tráng A Sinh nở nụ cười rất tươi vừa tươi lần này. Lý Có Giá đang tập trung rất là cay cấn và tôi chờ một chút để cho hai vận động viên nghỉ ngơi. Em ơi buộc lại được ai đó. Lý Có Giá đã từng thắng Tả Siêu, thắng Vàng AG cũng trong một nốt nhạc và nửa nốt nhạc thôi. Nhưng bây giờ không được cả bài hát này còn chưa thắng được. Vâng ạ. Lý Có Giá mặc dù thắng set đầu tiên
nhưng vẫn chưa thể đảm bảo được điều kiện là mình có thể vào trận chung kết. Tráng A Dành anh đang lấy lại sức. Vâng, và trận đấu thứ hai. Trận bán kết thứ hai. Sắp xuống Dành ơi, sắp xuống Dành ơi. Vâng, vâng. Sắp xuống. Vâng, có nghe tiếng là cố lên Dành ơi, cố lên giá ơi. Đá lên, cố lên, cố lên, cố lên. Vâng, ca khúc còn mãi anh vẫn đang hát. Vâng, tiếp tục ạ. Vẫn còn, cố lên, chưa ra ngoài. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Vâng, Lý có giá, anh có vẻ đang đuối. Vâng, vâng, và anh có thể lấy lại sức rồi. Đồng gậy rất quý trong khi vừa rồi. Vâng, và Lý có giá là người giành chiến thắng để vào trận chung kết gặp Tráng A Sình. Vâng ạ, Lý có giá sẽ nghỉ ngơi một chút để Tráng A Sình. Vâng, và thôn tả dị thang. Vâng, Lý có giá đang chuẩn bị một chút tinh thần, anh cần lấy lại sức ngay sau trận bán kết ngay cấn ngay trận bán kết ngay cấn giữa anh gặp Tráng A Dành. Tráng A Dành ở hiệp hai có vẻ như đã muốn được chiến thắng nhưng bất ngờ lại bị chuột đầu gậy. Có sao mà nhỉ? Chúng tôi gọi Tráng A Dành, Lý Có Giá, anh đã sẵn sàng chưa? Vâng, xin mời Lý Có Giá, anh bước vào sân để so ạ, so tay. Quả này là gọi là so tay rồi, so tay cùng Tráng A Dành. Vâng, và chúng ta sắp được chứng kiến trận chung kết hạng cân 60-65kg giữa Tráng A Dành và Lý Có Giá. Chúng ta đến tay cầm mic cũng có thể tay để gần đâu. Tay cầm mic cũng mỏi. Vâng, và theo quy định của ban tổ chức chúng ta đã cũng hết thời gian nghỉ ngơi rồi thì cũng xin mời hai vận động viên chúng ta trở lại sân thi đấu. Và các bạn đang được chứng kiến cặp đôi vào trận chung kết hạng cân 60-65kg giữa Tráng A Dành và Lý Có Giá. Xin mời hai vận động viên ạ. Vâng, và chúng ta đã nhìn thấy Lý Có Giá mặc áo đai đỏ, còn Tráng A Dành mặc áo màu trắng đai đỏ. Lên nước lần này nữa là. Vâng, và trận chung kết chuẩn bị được diễn ra. Chỉ cho trọng tài bắt đầu ạ. Vâng, chúng ta biết Lý Có Giá. Vâng ạ, Lý Có Giá anh đã trải qua một trận bán kết rất mệt mỏi nhưng bây giờ anh đã trở lại. Vâng, và trận đấu đầu tiên Tráng A Dành là người giành chiến thắng. Ở giữa đấu đầu tiên hai vận động viên sẽ đổi đầu gậy ạ. Đen thôi đỏ quên đi là cầm đầu gậy sai thôi. Trận này để ý. Chúng ta đang đến với giữa đấu thứ hai giữa Lý Có Giá và Tráng A Dành. Vâng. Anh thắng trận đầu tiên bằng một nốt nhạc thì trận cuối cùng anh thua đứng trong nửa nốt luôn. Vâng ạ, và chúng ta tìm được Tráng A Dành ạ. Tráng A Dành là người
đã giành chức vô địch của hạng cân 66 địa phương 5 kg. Đấy, chúc mừng nhà. Vâng, và ở trận đấu thì Tráng A Trình giành giải nhất, Lý Có Giá giành giải nhì. Hai vận động viên tranh hạng ba là trọng tài viên viên của trung tâm văn hóa. Cao viên viên. Rồi, vậy cổ động viên chúng ta lùi ra phía ngoài, lùi ra phía ngoài, các vòng vòng tròn chúng tôi một mét nữa để các vận động viên ra đấy thì thi đấu. Trọng tài cực kỳ xinh gái. Thôi một mét này thì rồi, một mét thì quá. Vâng, và trận tranh ba bắt đầu ạ. Trận đấu thứ hai. Trận đấu lấy lại sự tự tin của Tráng A Dành và của Hồ Bích. Vâng. Chúng tôi vẫn chưa cổ vũ của tất cả các cổ vũ phía ngoài đấy. Cho hai chúng ta trở lại sân đấu co. Xin mời anh Điệp. Vâng, tất cả các vận động viên, các cổ động viên chúng ta lùi ra để chúng tôi kiểm soát chú ạ. đủ 10 ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ok, bên bên video đủ đúng. Đủ rồi. Chúng ta đã đến lần đầu tiên giữa final gặp hết cỡ rồi. Sao le ra thì mới thắng chứ. Vâng, và ở trận đấu này không phải là đôi giành chiến thắng. Yeah.